Cổ nhân dạy, 14 câu chuyện giúp bạn thay đổi số phận. Triết lý cuộc sống ý nghĩa. Xin chào các bạn. Trong cuộc hành trình cuộc sống, có những câu chuyện và bài học từ cổ nhân có thể soi sáng và thay đổi số phận của mỗi người. Như triết gia Trung Quốc Lão Tử từng nói, người chiến thắng người khác là kẻ mạnh, người chiến thắng chính mình là kẻ kiên cường. Qua 14 câu chuyện ý nghĩa mà cổ nhân để lại, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những triết lý sâu sắc giúp bạn nhìn nhận lại chính mình và từng bước cải thiện vận mệnh. Mời các bạn cùng lắng nghe. 1. Đừng vội oán hận cuộc đời. Ông trời đã có an bài tốt nhất cho bạn. Một du khách đi đến bờ sông thì thấy một bà lão đang lo lắng vì không biết làm thế nào để vượt qua bờ bên kia. Thấy vậy, vị khách dùng hết sức mình để giúp bà lão vượt qua sông. Cuối cùng, bà lão cũng qua được sông an toàn, nhưng bà chẳng nói gì cả mà vội vàng rời đi. Người du khách này rất hối hận khi đưa bà lão qua sông. Anh cho rằng mình thật ngốc khi cố hết sức để đưa bà lão qua sông mà chẳng nhận được lời cảm ơn nào. Anh nghĩ rằng việc mình làm thật vô nghĩa, bởi ngay cả hai chữ cảm ơn bà cũng chẳng nói ra được. Nào ngờ đâu, chỉ vài tiếng sau, khi anh đã kiệt sức đến mức không nhấc nổi chân lên nữa, bỗng có một chàng trai trẻ đi tới và nói, cảm ơn anh đã giúp đỡ bà của tôi. Bà tôi dặn mang những thứ này đến cho anh, nói rằng anh sẽ có chỗ dùng đến. Nói xong, chàng trai lấy ra lương khô cùng một con ngựa đưa cho vị du khách. Đừng vội vàng mong chờ được báo đáp. Có đôi khi, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Cũng như việc bạn hét to vào một hang động lớn, phải mất một khoảng thời gian mới có thể nghe được giọng của mình vọng lại. Cũng vậy, cuộc sống sẽ luôn có câu trả lời cho bạn, nhưng mọi thứ sẽ không hiện ra cho bạn thấy ngay lập tức. Kỳ thực, năm tháng như một cây đại thụ sum suê tùm, mà sinh mệnh con người chỉ là một chú chim nhỏ bay ra bay vào. Nếu một ngày kia bạn gặp phải phong ba bão táp của cuộc đời, tâm bạn không thể chịu thêm được nữa, vậy thì hãy chờ đợi. Phải biết rằng cây đại thụ này chính là nơi chắn gió của bạn, tạo ra khí xuân tươi mát giúp làm dịu tâm hồn bạn, bảo vệ bạn trước những sóng gió của cuộc đời. Chỉ là bạn phải nỗ lực cố gắng hơn nữa và hãy kiên nhẫn hơn nữa với cuộc sống này. Báo đáp không nhất định là xuất hiện ngay khi bạn vừa mới cho đi. Chỉ cần bạn nhẫn nại chờ đợi thêm một chút, cuộc sống tốt đẹp luôn đến một cách tự nhiên. Khi bạn gặp nghịch cảnh, cảm thấy mọi thứ không suôn sẻ, tình yêu, công việc, sự nghiệp, lý tưởng đều tan biến như bọt nước, tâm tình tuyệt vọng. Lúc này, sao bạn không thử thay đổi góc nhìn của mình đi một chút? Hãy tự nói với bản thân rằng tất cả đều là an bài tốt nhất. Trong họa tất có phúc, tương lai nhất định sẽ tốt hơn mà, đúng không? Cũng như câu chuyện nhỏ ở phía trên đã nói rõ cho chúng ta một đạo lý, khi gặp chuyện không vừa ý, nên biết rằng đây nhất định là một an bài tốt nhất rồi. Không cần phải chán nản, không nên uể oải, lại càng không nên chỉ nhìn thời điểm hiện tại. Hãy nhìn xa hơn một chút, mở rộng tầm mắt. Trong cuộc sống, không nên oán hận, lại càng không nên oán trời trách đất. Hãy luôn nỗ lực và tin rằng trời không tuyệt đường người. Kỳ thực, nếu chúng ta thử suy nghĩ cẩn thận về mọi việc trong cuộc sống, chúng ta có thể nhận ra mọi thứ đều đã có an bài tốt nhất. Khi ai đó bên cạnh bạn cũng gặp bế tắc trong cuộc sống, ví như người ấy rơi vào tâm trạng suy sụp, đau khổ, tính khí thất thường hoặc có những hành vi dị thường do áp lực cuộc sống, hãy kể cho người ấy nghe câu chuyện này. Biết đâu, đó có thể là một liều thuốc tốt giúp chữa lành tâm lý cho người đó. Cho nên, chúng ta hãy cảm ơn tất cả những gặp gỡ trong đời. Tất cả đều là những an bài tốt nhất. Những điều đó giúp chúng ta trưởng thành hơn và nhận ra rằng cuộc sống này đầy thi vị và đáng sống. Hãy thay đổi góc nhìn đi một chút, hòa hoãn một chút. Những điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Câu chuyện về người du khách và bà lão bên bờ sông dạy chúng ta bài học về lòng kiên nhẫn và sự không vội vàng mong chờ báo đáp. Khi ta làm việc tốt, có thể không nhận được sự cảm ơn ngay lập tức, nhưng giá trị của hành động ấy sẽ tự nhiên trở lại vào một thời điểm thích hợp. Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn hay nghịch cảnh, hãy tin rằng tất cả đều là những an bài tốt nhất. Thay vì chán nản hay oán trách, hãy thay đổi góc nhìn, kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang đợi ta phía trước. Những trải nghiệm dù không hoàn hảo cũng là cơ hội để ta trưởng thành và khám phá giá trị thật sự của cuộc sống. 2. Giúp bạn nhưng vẫn giữ thể diện cho bạn. Có một cậu bé gầy gò, gia đình khó khăn, không đủ ăn, không đủ mặc.
vì không muốn người khác thương hại và để các bạn trong lớp không biết nhà mình có hoàn cảnh như thế. Ngày nào cậu ta cũng xách hộp cơm rỗng đến trường. Mỗi lần tan học, cậu là người đầu tiên bước ra khỏi lớp, bề ngoài là đi vệ sinh nhưng thực ra là đi uống nước cho qua cơn đói. Một ngày nọ, như thường lệ, cậu ấy đi vệ sinh sau giờ học. Trong bụng cậu có tiếng kêu cồn cào, cậu vặn vòi nước và nuốt vội vài ngụm nước lạnh. Trở lại lớp học, nhìn các bạn cùng lớp đang vui vẻ ăn trưa, trong lòng cậu ao ước, giá như mình được một bữa ăn như vậy. Trong khi cái bụng cứ biểu tình không dứt, cậu nhìn vào hộp cơm rỗng mà sáng mang theo, tưởng tượng đôi chút và bỗng nhận thấy có điều gì đó bất thường. Sau khi tò mò mở ra, cậu ngạc nhiên, ôi chao, sao bên trong lại có thức ăn đây này? Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để no bụng. Cậu bé lập tức ngước lên, đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy ai cũng đang dùng bữa vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả, và không ai nhìn hay để ý gì đến cậu. Thế là cậu ngồi xuống, trong lòng thầm cảm ơn những ai đã góp thức ăn cho mình và bắt đầu dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, những học sinh tốt bụng đã phát hiện ra bí mật về hộp cơm trống rỗng của cậu bé. Trong lúc cậu bé đi uống nước lót dạ, họ góp một phần thức ăn của mình vào cái hộp rỗng ấy. Có người góp bánh mì, có người góp hoa quả, có người góp cà rốt. Rất nhanh chóng, hộp cơm trống đã được lấp đầy. Các bạn cùng lớp trở lại chỗ ngồi, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, để không làm cậu bé xấu hổ. Không ai phá vỡ sự thật ấy. Những đứa trẻ với sự hồn nhiên và cao thượng đã giúp bạn nhưng vẫn giữ lòng tự trọng cho bạn. Nghĩ lại, nhiều người trưởng thành chưa chắc đã vô tư như vậy. Tử tế là đức tính và cũng là một loại bản năng. Nó thể hiện sự tôn trọng, quan tâm đến người khác qua những điều tinh tế của cuộc sống. Người xưa có một câu nói rất hay, lòng tốt chân chính là làm điều thiện mà không dương cao ngọn cờ của lòng tốt. Đó là tích đức mà không để người khác nhìn thấy. Thiện chí ấy giống như dòng suối trong vắt, thiện lương cần có phương pháp thích hợp để biểu hiện. Đôi khi, làm điều tốt mà phô trương thì có thể làm tổn thương người khác. Điều đó là biến dị, là xuất phát từ việc muốn khoe khoang, chứng tỏ bản thân chứ không phải thật tâm vì người. Ví như có một bức ảnh tên nắm tay đã gây ra tranh cãi rộng rãi. Bối cảnh của bức ảnh là hai cô bé đang đứng trước tấm bảng đen có dòng chữ chung tay góp sức đến trường. Em học sinh được nhận quyên góp cúi mặt xuống đất, còn cô gái tặng quà cho bạn thì nhìn lên, cười tươi. Mặc dù cả hai nắm tay nhau, nhưng bé gái nhận quà có gương mặt hơi ngượng ngùng. Mạnh Tử nói, chắc ẩn chi tâm, nhân giai hữu chi, lòng chắc ẩn, ai cũng có. Tuy nhiên, lòng tốt thực sự là đặt bản thân và người nhận vào cùng một tầm cao, từ tận đáy lòng. Lòng tốt thực sự là giúp đỡ người khác mà không quên để lại cho người đó phẩm giá và lòng tự trọng. Câu chuyện về cậu bé và các bạn cùng lớp nhấn mạnh giá trị của lòng tốt chân thành và sự tôn trọng phẩm giá người khác. Những đứa trẻ đã giúp bạn mình bằng cách âm thầm chia sẻ thức ăn mà không phô trương hay để cậu bé cảm thấy xấu hổ. Lòng tốt thật sự không đòi hỏi sự công nhận và không làm tổn thương lòng tự trọng của người nhận. Nó xuất phát từ trái tim và đặt cả người cho lẫn người nhận trên cùng một tầm cao. Đây chính là lòng thiện lương tinh tế mà mỗi người nên giữ gìn giúp đỡ người khác mà không cần được tán dương hay công khai. 3. Chuyến trú tạm tại nhà nghỉ của cặp vợ chồng già. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối muộn đêm mùa xuân. Có một cặp vợ chồng già bước vào nhà nghỉ để tìm phòng trú tạm qua đêm. Thật không may, nhà nghỉ đã hết phòng trống. Nhân viên lễ tân tại quầy không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh hai vợ chồng già phải đi loanh quanh tìm phòng trống vào giờ muộn như vậy. Anh bèn dẫn họ đến một căn phòng và nói, đây không phải là căn phòng tốt nhất, nhưng ít ra hai vị sẽ có một nơi để trú tạm qua đêm nay. Người chồng nhìn vào căn phòng được bố trí gọn gàng và vui vẻ đồng ý trú lại đây. Sáng hôm sau, khi họ đến quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng và thanh toán, anh chàng lễ tân từ chối và nói, không cần phải trả tiền đâu ạ. Căn phòng mà ông bà dùng đêm qua là phòng của tôi. Chúc hai vị sẽ có một chuyến đi thượng lộ bình an. Lúc đó, hai vợ chồng mới biết anh lễ tân đã nhường phòng ngủ của anh cho họ, còn bản thân thì nằm ngủ tại quầy lễ tân suốt đêm. Người chồng vô cùng cảm động sau khi biết chuyện. Ông nhẹ nhàng bảo, cậu là nhân viên quản lý phòng chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Rồi cậu sẽ được trao thưởng cho điều này. Vị tiếp tân mỉm cười, tiễn cặp vợ chồng ra đến cửa và chào tạm biệt họ, không hề nghĩ nhiều đến điều gì sẽ xảy ra sau đó. Một ngày nọ, anh nhận được lá thư chứa kèm một tấm vé máy bay một chiều tới New York.
Anh làm theo chỉ dẫn trong thư và dừng chân trước một tòa nhà cao lớn. Lúc này, anh ngạc nhiên khi biết rằng cặp vợ chồng già mà anh đã giúp đỡ trước đó thực chất là một vị tỷ phú. Người đàn ông giàu có này đã quyết định mua một khách sạn rộng lớn sau lần gặp mặt anh và gửi thư mời anh đến làm việc vì ông tin rằng anh sẽ thay ông quản lý khách sạn này tốt nhất. Đây chính là câu chuyện kinh điển của khách sạn Hilton và vị quản lý đầu tiên của họ. Câu chuyện nhỏ này giúp chúng ta thấy được một điều rằng khi cho đi vô điều kiện, ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp ngoài mong đợi. Chỉ cần có tấm lòng lương thiện, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác một chút, thì cuộc sống nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Câu chuyện về anh lễ tân nhường phòng ngủ cho cặp vợ chồng già dạy chúng ta rằng lòng tốt và sự lương thiện vô điều kiện có thể mang lại những kết quả bất ngờ. Anh lễ tân không mong được báo đáp khi nhường phòng của mình. Tuy nhiên, hành động chân thành đó đã chạm đến trái tim người tỷ phú, giúp anh có cơ hội lớn trong sự nghiệp sau này. Câu chuyện truyền tải thông điệp rằng lòng tốt và sự quan tâm chân thành đến người khác sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, ngay cả khi ta không ngờ đến. Hãy cứ làm việc thiện với tấm lòng trong sáng, cuộc sống sẽ không bao giờ phụ lòng người. 4. Nước chảy đá mòn. Beethoven từng nói giọt nước có thể làm mòn tảng đá không phải vì giọt nước có sức mạnh, mà do nước chảy liên tục ngày đêm. Do đó, ta có thể khẳng định rằng không nhích từng bước thì không bao giờ có thể đi xa ngàn dặm. Thành công không đơn giản là đạt được mục tiêu phía trước. Thay vào đó, thành công là một quá trình không ngừng nghỉ, từng bước tiến gần đến những mục tiêu của mình mỗi ngày. Có người từng phân tích rằng nếu như mỗi người đều có tuổi thọ là 72 tuổi, thì thời gian ngủ cả đời là 20 năm, thời gian ăn cơm là 6 năm, thời gian bị bệnh mất 2 năm, thời gian để học tập và hoạt động là 8 năm. Thời gian làm việc mất hết 14 năm, thời gian rảnh rỗi còn lại là 22 năm. Vì vậy, thời gian rảnh của mỗi người quyết định mức độ thành công trong cuộc sống của họ. Giữa người biết nỗ lực và người không nỗ lực, mỗi ngày sẽ không thấy khác biệt quá nhiều. Nhưng thời gian trôi qua sẽ thấy được kết cục hoàn toàn khác. Quan trọng là bạn muốn lựa chọn bên nào. Trên đường đời, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, cho nên lựa chọn nhất định phải ở phía trước. Nỗ lực, suy nghĩ quyết định kết cục, tâm tính quyết định thành công. Trong quá trình dưỡng thành thói quen thành công, bạn sẽ phát hiện thành công tựa như một đứa trẻ nhỏ. Mỗi một ngày đều chậm rãi lớn lên, không có đứa trẻ nào chỉ trong một đêm mà biến thành người lớn. Bạn trong quá trình trưởng thành cũng là liên tục nỗ lực không ngừng nghỉ từ những việc làm rất đỗi bình thường. Nước chảy đá mòn không phải là do lực của nước, mà do sự lặp lại của dòng chảy theo năm tháng. Người học tập và người không học tập mỗi ngày thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt gì. Mỗi tháng thoạt nhìn khác biệt cũng cực kỳ bé nhỏ. Mỗi năm thoạt nhìn chênh lệch tuy rằng rõ ràng, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Nhưng trải qua 5 năm sau, quay đầu nhìn lại mới thấy rằng giữa hai người đã khác biệt rất nhiều. Đợi đến 10 năm sau, xem lại có lẽ giống như hai loại nhân sinh quan không cách nào so sánh được với nhau. Einstein từng nói, điểm khác biệt giữa con người nằm ở khoảng thời gian rảnh của từng người. Thời gian rảnh sau công việc sinh ra người tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng, kẻ mê đắm, kẻ cờ bạc. Điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa hiệu suất làm việc mà còn tạo ra sự chênh lệch về mức độ thành công trong cuộc sống. Trên con đường thành công, tin tưởng là khởi điểm, kiên trì là trung điểm. Suối phun nước sở dĩ tuyệt đẹp là bởi vì nước đã có áp lực. Thác nước sở dĩ tráng lệ là bởi vì mực nước có sự chênh lệch. Người không có áp lực, tiềm năng sẽ không được khai phá, trí tuệ sẽ không thể nở hoa. Cho nên thỉnh thoảng, phải cấp cho chính mình một chút áp lực, dành cho mình một vài cơ hội. Bạn sẽ phát hiện kỳ thực chính mình cũng rất ưu tú, rất siêu phàm. Vấn đề lớn nhất ở đây là gì? Chính là bởi vì hành động đó quá dễ dàng để làm, cũng lại quá dễ dàng để không làm. Khi bạn lựa chọn buông lời những sự tình nhỏ bé không đáng kể này, tuy rằng sẽ không khiến bạn lập tức cảm giác được sự suy sụp, thất vọng và khổ sở, nhưng đó lại là lúc quyết định cuộc đời và kế hoạch của bạn đã thất bại. Tục ngữ có câu, nhất thốn quang âm, nhất thốn kim nan mãi thốn quang âm, nghĩa là một thốn thời gian cũng chân quý như một thốn vàng, nhưng một thốn vàng không thể mua được một thốn thời gian. Ý nói thời gian vô cùng quý giá, không bằng bắt đầu từ bây giờ, tận dụng thời gian rảnh, kiên trì đi làm một việc gì đó. Bất luận là ai, cũng sẽ không đạt được thành công một cách dễ dàng. Con đường đời cũng không thể nào luôn luôn thuận lợi.
Thành công của một người được tạo thành từ những điều nhỏ nhặt nhất và được tích lũy từng ngày. Bài học rút ra từ đoạn văn này là sự kiên trì và nỗ lực không ngừng là chìa khóa để đạt được thành công. Thành công không đến từ những bước nhảy vọt mà là kết quả của từng bước tiến nhỏ, lặp đi lặp lại qua thời gian. Giữa người nỗ lực và người không nỗ lực, sự khác biệt sẽ ngày càng rõ rệt theo thời gian. Thời gian dành là tài sản quý giá, quyết định sự phát triển cá nhân. Thêm vào đó, áp lực là cần thiết để khai thác tiềm năng và trí tuệ. Cuối cùng, việc tận dụng thời gian một cách thông minh và thực hiện những hành động nhỏ mỗi ngày sẽ tích lũy thành công lớn trong tương lai. 5. Nhà là gì? Có một người đàn ông giàu có, sau khi uống say, đã ngã vật ra trước căn biệt thự của mình. Một nhân viên bảo vệ thấy thế, vội đỡ ông dậy rồi nói, "Thưa ông, để tôi đỡ ông vào nhà nhé." Người đàn ông giàu có bỗng hỏi, "Nhà? Nhà tôi ở đâu? Anh có thể đưa tôi trở về nhà không?" Nhân viên bảo vệ tỏ ra khó hiểu, chỉ vào căn biệt thự cách đó không xa và nói, "Đó không phải là nhà của ông sao?" Người đàn ông giàu có nét mặt đau khổ, chỉ vào mình rồi chỉ vào căn biệt thự sang trọng kia, nghiêm mặt đáp, "Đó không phải là nhà của tôi. Đó chỉ là nơi để ngủ mà thôi." Thật ra, cái nhà mà người đàn ông này nói đến không phải là căn biệt thự lớn đồ sộ mà người khác thấy, mà là một nơi ấm cúng và tràn đầy tình yêu thương. Nhà chính là nơi để các thành viên trong gia đình cùng nhau sinh hoạt, đoàn tụ và sẻ chia. Đó là nơi kết tinh của tình yêu, bất kể là biệt thự sang trọng hay ngôi nhà đơn sơ. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó chính là ngôi nhà đích thực. Nhà là bến đỗ của tình cảm, là nơi nuôi dưỡng sự trưởng thành, là nơi an yên để trở về sau những giông bão của cuộc đời, nơi mà con người ta được thả lỏng tâm hồn và vui vẻ. Nhà là sự gắn bó giản dị nhưng không thể thiếu, như củi, gạo, dầu, muối, những thứ thiết yếu trong cuộc sống. Quê hương là mảnh đất trồng dưa, thu hoạch dưa, trồng đậu, thu hoạch đậu. Nếu con người gieo sự thấu hiểu, sẽ thu được lòng khoan dung. Nếu gieo lòng tha thứ, sẽ gặt được sự hòa thuận. Ngược lại, gieo oán trách sẽ chỉ nhận về sự giận dữ, chỉ trích nhiều thì sẽ chuốc lấy phiền não. Nhà là nơi để nói những lời yêu thương, là nơi luôn sạch sẽ, ấm cúng, chân thành, nơi mọi người được tự do bày tỏ mà không bị ép buộc. Một gia đình cần giữ sự hòa thuận, không nên quan tâm quá nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt. Gia đình cần có sự quan tâm và ân cần dành cho nhau. Nếu không có sự hòa thuận trong gia đình, xã hội cũng sẽ thiếu đi sự hòa hợp. Khi gia đình bất ổn, xã hội cũng sẽ rối ren. Vậy, điều gì là quan trọng nhất đối với một gia đình? Đó không phải là của cải đầy đủ hay giàu sang phú quý. Nếu trong gia đình thiếu sự hòa thuận, dù giàu sang đến đâu, lòng người vẫn nguội lạnh. Một gia đình thiếu tiếng cười sẽ chỉ là nơi tẻ nhạt. Quan trọng nhất là tình thân, cha mẹ hiểu được khó khăn của con cái trân trọng công lao của cha mẹ, vợ chồng thấu hiểu, chăm sóc và sẻ chia. Gia đình không cần quá nhiều tiền, nhà không cần quá rộng, xe không cần quá đẹp. Điều quan trọng là mọi người trong gia đình có thể ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sống vui vẻ, hòa thuận, bền chặt. Một gia đình thì điều đáng giá nhất không phải là vật chất mà là cha mẹ, bạn đời và con cái. Một gia đình mà ai cũng sống hòa thuận, khỏe mạnh, vui vẻ, đó chính là của cải lớn nhất và bình an chính là hạnh phúc lớn nhất. Chỉ khi một gia đình có lòng bao dung, nơi đó mới thực sự bình yên. Người có gia đình dù không giàu vẫn hạnh phúc, còn người giàu có dù nhà cao cửa rộng nhưng thiếu sự bao dung thì rất dễ tan đàn xẻ nghé. Câu chuyện về người đàn ông giàu có nhắc nhở chúng ta rằng nhà thực sự không chỉ là một nơi để ở mà là nơi tràn đầy tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên. Một ngôi nhà đích thực phải là nơi mọi người cảm thấy bình yên, tự do và hòa thuận, không phải là nơi để chứa của cải hay phô trương vật chất. Quan trọng nhất là tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng biết thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương và tôn trọng nhau. Sự hòa thuận, lòng bao dung và tình thân là tài sản quý giá nhất của một gia đình, mang lại hạnh phúc và bình an thật sự. 6. Bậc cao nhân luôn có cách thu lại ánh hào quang của chính mình. Người xưa thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nghĩa là ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Nếu một người mà tư tưởng bị giới hạn ở một ngưỡng nào đó thì quả thật đáng tiếc. Ai có thể nhìn xa hơn một chút, ắt sẽ có thể thoát khỏi sự hạn chế của bản thân và sinh mệnh cũng đạt đến một cảnh giới cao hơn.
câu chuyện về Tả Tông Đường. Tả Tông Đường, 1812-1885, là một nhân vật lịch sử thời nhà Thanh. Ông đam mê cờ vây và cũng là một trong những cao thủ thời đó. Cờ vây là một trò chơi dạng chiến lược dành cho hai người chơi, mục tiêu là bao vây nhiều lãnh thổ hơn đối thủ. Trò chơi được phát minh ở Trung Hoa thời cổ đại, hơn 2.500 năm trước, và là trò chơi lâu đời nhất còn được tiếp tục chơi cho đến ngày nay. Có câu, nước sâu thì chảy chậm, người điềm tĩnh đích thị cao nhân. Một lần nọ, khi đang dẫn binh sĩ ra trận, Tả Tông Đường đi ngang qua một túp lều có treo tấm biển ghi rõ thiên hạ đệ nhất kiện tướng cờ vây. Đối với người được xem là một trong những cao thủ cờ vây, đây là một thách đố. Tả Tông Đường trong lòng không phục, liền bước vào nhà tỏ ý muốn thách đấu với người treo tấm biển kia. Hai người đấu với nhau 3 trận, kết quả Tả Tông Đường toàn thắng cả 3 ván. Mọi việc đã quá rõ ràng, Tả Tông Đường cười sảng khoái và nói, giờ nhà ngươi hãy gỡ tấm bảng hiệu đó xuống đi. Ông vô cùng tự tin vào danh hiệu cao thủ cờ vây của mình và cảm thấy thỏa mãn trước chiến thắng này. Vị chủ nhà điềm tĩnh, mỉm cười, nghiêng mình cung kính tiễn Tả Tông Đường ra trận. Với khí thế đang lên, Tả Tông Đường cùng quân đội của mình đã thắng một trận lớn. Trên đường trở về, ông lại ghé ngang qua căn nhà nhỏ và tò mò muốn xem tấm biển thiên hạ đệ nhất kiện tướng cờ vây đã được gỡ xuống chưa. Nhưng thật ngạc nhiên, nó vẫn được treo trên mái chòi. Tả Tông Đường bước vào hỏi lý do vì sao tấm biển vẫn chưa được hạ xuống, vì danh hiệu đệ nhất kiện tướng cờ vây từ lâu đã không còn thuộc về vị chủ nhà này. Vị chủ nhà một lần nữa điềm tĩnh bảo rằng ông ta vẫn là thiên hạ đệ nhất cờ vây và ngỏ ý đánh thêm 3 trận nếu Tả Tông Đường không phục. Không chút do dự, vị tướng quân nhận lời và nhanh chóng bước vào cuộc chiến phân tải cao thấp. Trong cả 3 trận này, Tả Tông Đường đều thua một cách tâm phục khẩu phục trước kỹ năng của đối thủ. Ông vừa bàng hoàng vừa ngạc nhiên, liền hỏi, tại sao lại có thể như thế được? Vẫn điềm tĩnh như lúc thua 3 ván cờ lần trước, vị chủ nhà đáp, vì lần trước, tướng quân có nghĩa vụ dẫn binh sĩ ra trận, nên tại hạ không thể làm nao núng tinh thần của ngài. Giờ đây ngài đã trở về trong vinh quang, nên tại hạ quyết định chơi hết mình để phân rõ đâu là thiên hạ đệ nhất. Tả Tông Đường hiểu ra ngay, cung kính hành lễ và chào tạm biệt cao nhân. Câu chuyện về Tả Tông Đường và vị cao thủ cờ vây nhấn mạnh tầm quan trọng của sự điềm tĩnh, lòng khiêm nhường và trí tuệ trong cuộc sống. Tả Tông Đường, dù là một cao thủ, đã vội vàng tự mãn khi thắng 3 trận đầu. Nhưng ông đã bị bài học thua cuộc dạy rằng ngoài mình luôn có người giỏi hơn. Người chủ nhà cẩn trọng không chơi hết sức khi Tả Tông Đường đang trong nghĩa vụ dẫn quân, để không ảnh hưởng tinh thần của ông trước trận chiến. Câu chuyện cho thấy rằng, sự khiêm tốn và bình tĩnh chính là dấu hiệu của những bậc cao nhân, và chỉ có lòng bao dung và biết nhìn xa trông rộng mới giúp ta vượt qua giới hạn của bản thân và đạt đến tầm cao mới. 7. Tham lam là liều thuốc độc. Đức Phật chỉ ra 3 điều mà khi người ta mất đi mới biết, khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Con người ta mệt mỏi cũng bởi sân si. Càng tham ái, sân si nhiều, càng mỏi mệt. Vì thế, trước khi rời bỏ cuộc đời này mà đi, nhất định phải học được 3 điều này. Hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa. Nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo, ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, vị danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm. Hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà, trong lòng phấp phồng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc, hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngả lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt, một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết, hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn,
nhưng vẫn cặm cụi đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi nỗi xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ 3, tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi. Rồi ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Thậm chí, ông cũng không còn sợ chết nữa. Thì ra, con người ta chỉ cần học được 3 điều trên thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là cho đi, và thứ ba là buông xuống. Là người, nhất định phải biết nghỉ ngơi. Phật giáo cho rằng trong xã hội này có hai loại người, một là người quá tham lam, mong muốn và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa. Còn loại người thứ hai sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ ràng, có người mới được ít đã thấy đủ, có người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là hai dạng người không giống nhau, người được ít mà thấy đủ là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ cảm thấy vui vẻ là người có nhiều cũng thấy đủ, có ít cũng thấy đủ, có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu một người lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc mà không biết dừng nghỉ, sẽ có ngày cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng, bởi vì khi đã giành được, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi, thì lại muốn giành được, giống như việc đánh bạc, mong muốn tất cả tiền của người khác là của mình. Bị thua lại mong thắng, thắng được rồi lại muốn thắng nữa, không bao giờ biết thỏa mãn. Người thông minh là người biết nên làm và nên nghỉ ngơi hợp lý. Có như thế mới cân bằng cuộc sống và an nhiên tự tại. Đồng thời, con người sống cũng phải biết cho đi. Trong cuộc sống này, những gì ta cho đi bằng tình người mới thật sự đúng nghĩa là cho, mà không phải là sự trao đổi hay mua bán dưới nhiều hình thức. Nếu ta biết cho đi những giá trị vật chất để giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cho người khác, đây chính là cách giúp ta nhận lại niềm vui và hạnh phúc. Bởi trong ta không có sự toan tính khi cho đi, chúng ta không kèm theo điều kiện hay mong cầu nào. Chính ngay khi ấy, chúng ta đã nuôi dưỡng được lòng từ bi vô hạn. Khi ta cho mà không có sự tính toán, sự cho ấy mới là cao thượng, nên ta sẽ nhận được sự an lạc và hạnh phúc. Còn một điều nữa, đó là phải học cách buông xuống. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham sân si trong cuộc sống thường nhật thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn. Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta về 3 điều quan trọng để đạt được sự an lạc và hạnh phúc thực sự, biết nghỉ ngơi, biết cho đi và biết buông bỏ. Nghỉ ngơi giúp chúng ta tĩnh tâm, sống chậm lại, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn những niềm vui nhỏ bé mà bận rộn thường ngày có thể che lấp. Cho đi là một hành động đẹp khi xuất phát từ lòng nhân ái, không mong cầu đáp lại. Khi giúp đỡ người khác bằng tấm lòng chân thành, không vụ lợi, chúng ta không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ mà còn nuôi dưỡng lòng từ bi và niềm vui bền vững trong chính mình. Biết buông bỏ là bài học về sự tự do của tâm hồn. Buông xuống những tham lam, ganh ghét và chấp nhặt giúp chúng ta giải thoát khỏi những gánh nặng vô hình, tìm thấy sự bình an trong lòng. Sống giản dị, biết đủ và không để vật chất chi phối là con đường dẫn đến hạnh phúc chân thực. 8. Người phụ nữ hay ghen và vị thiền sư. Có một người phụ nữ hay ghen tuông. Một ngày nọ cô đến gặp một vị thiền sư và kể cho ông nghe những đau khổ của mình. Người phụ nữ hay ghen nói, nhiều năm nay, con nghi ngờ rằng chồng mình đã ngoại tình. Tuy nhiên, trong bao nhiêu năm qua, con cũng không tìm ra bằng chứng về việc chồng ngoại tình. Vì vậy, ngày nào con cũng thấy thấp thỏm bất an. Vị thiền sư hỏi, tại sao con lại nghi ngờ chồng mình chứ? Người phụ nữ hay ghen nói, khi chúng con mới lấy nhau, anh ấy chỉ là một kẻ nghèo rất mực tơi tả. Con cũng vì thấy anh ấy có nhân phẩm và năng lực nên mới chịu gả cho anh ấy. Nhưng hôm nay, chồng con đã công thành danh toại, sự nghiệp phất lên phơi phới, trở thành người rộng lượng hào phóng, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái. Còn con, theo năm tháng trôi qua, sức quyến rũ cũng không còn nhiều.
Dừng một lúc, cô nói tiếp, một người phụ nữ tìm kiếm bạn đời cũng giống như mua cổ phiếu vậy. Khi mua chúng những cổ phiếu rác sẽ cảm thấy rất bực bội. Tuy nhiên, khi mua được những cổ phiếu chất lượng cao thì lại càng cảm thấy lo lắng. Có vẻ như trên thế gian này không có gì là đáng tin cậy. Vị thiền sư trầm tư một lúc rồi chọn lấy một quả táo trên bàn. Sau khi đưa nó cho người phụ nữ xem, ông lại lấy một con dao và bắt đầu gọt vỏ quả táo. Vị thiền sư nói, đây là một quả táo tốt, nhưng ta nghi ngờ rằng bên trong quả táo này có sâu. Vừa nói, vị thiền sư vừa bắt đầu dùng dao dọc quanh quả táo theo từng vòng tròn. Vừa cắt táo, vị thiền sư vừa nói, nhìn này, ta đã mất rất nhiều thời gian như vậy để tìm sâu nhưng lại càng không tìm thấy gì. Trong lòng lại càng nôn nóng và tốc độ gọt táo cũng càng nhanh hơn. Người phụ nữ hay ghen vừa nghe vừa gật đầu. Cho đến cuối cùng, cô phát hiện trong lòng bàn tay của vị thiền sư chỉ còn lại một cái hạt khô. Vị thiền sư cười và nói, nhìn này, một thứ tốt đẹp như vậy, bởi vì ta nghi ngờ nó có sâu bọ nên đã gọt nó ra thành từng vòng tròn. Gọt cho đến cuối cùng, ta mới phát hiện ra rằng đây thật sự là một quả táo tốt, kia gọi là sâu kia vốn dĩ không tồn tại. Nhưng cho đến khi ta hiểu ra, quả táo đã không còn. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái hạt khô. Trên đời này, nếu có điều gì đó còn khủng khiếp hơn nỗi đau, thì đó chính là sự nghi ngờ. Một khi đã rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nghi ngờ, thì đi đâu cũng cảm thấy căng thẳng, nghi đông nghi tây, luôn luôn cảnh giác với người xung quanh. Cuối cùng, con người ta tự bọc kín mình lại, sống trong nỗi sợ hãi tràn đầy đối với thế giới và thiếu tự tin vào bản thân mình. Câu chuyện về người phụ nữ hay ghen cho thấy rằng sự nghi ngờ có thể phá hủy những gì quý giá trong cuộc sống. Giống như việc gọt quả táo tốt vì lo sợ có sâu, con người khi nghi ngờ cũng sẽ dần dần tự hủy hoại mối quan hệ của mình. Sự nghi ngờ không chỉ gây đau khổ cho bản thân mà còn làm tổn thương đến những người xung quanh, khiến con người sống trong căng thẳng, sợ hãi và thiếu tự tin. Để có hạnh phúc thật sự, mỗi người cần học cách tin tưởng và buông bỏ những hoài nghi vô căn cứ. 9. Giữ lòng tự trọng cho người đối diện. Có một ông chủ khách sạn, là người nổi tiếng khắt khe trong công việc, nhưng rất tinh tế và quan tâm đến nhân viên. Một ngày nọ, ông tình cờ mở cửa phòng dành riêng cho nhân viên và vô tình bắt gặp cảnh tượng khiến ông phải suy ngẫm. Trong phòng, ông thấy những người phục vụ phòng đang ngồi quanh bàn, im lặng và vội vã ăn những thức ăn thừa của khách còn để lại. Khi thấy ông chủ bất ngờ bước vào, các nhân viên đều giật mình và ngừng ăn. Trên gương mặt họ thoáng vẻ ngượng ngùng và có chút sợ sệt. Họ lo sợ rằng ông sẽ trách mắng hoặc cho rằng họ đang làm điều gì đó không đúng mực. Không khí trong phòng như đóng băng. Mọi người không biết nên làm gì ngoài việc cúi đầu, cố gắng lảng tránh ánh mắt của ông chủ. Nhưng, trái với sự lo lắng của các nhân viên, ông chủ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và tiến thẳng đến bàn ăn. Ông cầm lấy đôi đũa, chào hỏi mọi người bằng giọng điệu thân thiện và ngồi xuống cùng họ, bắt đầu ăn thức ăn thừa trên bàn. Các nhân viên chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của chủ thì lại sững sờ, trợn to mắt ngạc nhiên trước hành động của ông. Họ không nghĩ rằng ông chủ lại hành xử như vậy, tử tốn và bình dị, như thể chẳng có điều gì bất thường xảy ra. Không khí trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Sau vài giây ngượng ngùng, tất cả cùng nhau vui vẻ ăn cơm, cảm thấy như đang dùng bữa với một người bạn thân thiết hơn là với ông chủ. Cách ứng xử tuyệt vời và đầy tình cảm của ông chủ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các nhân viên. Ông hiểu rằng, chỉ một hành động nhỏ nhưng lại đủ để giữ thể diện cho mọi người, giúp nhân viên không cảm thấy xấu hổ hay mặc cảm. Sự gần gũi và tôn trọng từ ông khiến mọi người cảm nhận được giá trị và lòng tự trọng của mình vẫn được bảo vệ. Không chỉ là ông chủ, ông còn là người truyền cảm hứng, giúp nhân viên thêm yêu công việc và gắn bó với nơi làm việc của mình. Các nhân viên sau đó vẫn nhắc nhau về lần ấy, khen ngợi ông chủ của họ là một người tinh tế, biết thấu hiểu và giàu tình người. Đối với người làm kinh doanh, đây cũng là một thành công lớn, bởi cảm hóa được lòng người và tạo ra môi trường làm việc gắn kết là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được. Trong tâm trí của các nhân viên, ông không chỉ là người lãnh đạo mà còn là một hình mẫu tuyệt vời về lòng nhân ái và sự thấu cảm trong cuộc sống. Câu chuyện về ông chủ khách sạn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu hiểu và lòng nhân ái trong lãnh đạo. Thay vì trách mắng nhân viên khi thấy họ ăn thức ăn thừa, ông chủ đã chọn cách cùng ngồi ăn với họ, tạo không khí thân thiện và giữ lại sự tự trọng cho nhân viên. Hành động này không chỉ giúp nhân viên cảm thấy được tôn trọng mà còn tạo nên sự gắn kết trong môi trường làm việc,
Qua đó, ông chủ trở thành người truyền cảm hứng, khơi dậy sự trung thành và lòng yêu mến từ nhân viên, cho thấy thành công trong kinh doanh không chỉ dựa vào quản lý mà còn dựa vào lòng nhân ái và sự thấu cảm. 10. Lời Phật dạy về đạo làm người. Bấy giờ đã đến lúc Đức Thế Tôn khoác y bát lên đường vào thành khất thực. Trên đường đi, Đức Thế Tôn thấy một chàng thanh niên đang lễ bái. Chàng là người con có hiếu nên nghe theo lời dạy của cha trước khi mất. Cứ mỗi sáng, sau khi tắm gội xong, anh ta ra đường thực hành việc lễ bái sáu phương, đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Cuộc gặp gỡ là duyên khởi cho bản kinh Thiện Sanh ra đời. Đây là bản kinh nguyên thủy, ngắn gọn, ghi lại lời Phật dạy về cách đối nhân xử thế, cách thực thi các bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã hội. Rộng hơn, Phật dạy cách kiến tạo một xã hội hòa hợp, một cuộc sống đầy an lành và hạnh phúc. Trong Tạng A Hàm, theo bản dịch Việt từ Hán ngữ của Thượng Tọa Tuệ Sĩ, thì kinh Thiện Sanh thuộc số 16, phần 2, trường A Hàm. Trong Tạng Nikaya, theo bản dịch Việt từ Pali của Hòa Thượng Thích Minh Châu, kinh Thiện Sanh là kinh giáo Thọ Thi Ca La Việt thuộc số 31, trường Bộ Kinh. Bài viết này chủ yếu trích từ ấn bản điện tử của Trung tâm Tuệ Sĩ. Các đoạn trích đều được lấy nguyên văn trong kinh. Tránh bốn việc ác và sáu việc hao tổn tài sản. Khi Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, dẫn đầu đoàn khất thực với đại chúng đi vào thành, Đức Thế Tôn thấy một gia chủ tên Thiện Sanh đang lễ sáu phương. Ngài hỏi, vì sao ngươi vào buổi sáng sớm ra khỏi thành, đi đến khu công viên, với cả người còn ướt đẫm mà ngươi lại lạy các phương như thế? Thiện Sanh bạch Phật, khi cha con sắp chết có dặn, nếu con muốn lạy thì trước hết hãy lạy các phương đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Con vâng lời cha dạy, không dám chống trái. Phật bảo, Thiện Sanh, này con trai trưởng giả, quả có cái tên các phương đó, chứ không phải không. Nhưng trong pháp hiền thánh của ta, chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu. Thiện Sanh thưa, cúi xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp hiền thánh. Phật bảo, Thiện Sanh, nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn nghiệp kết, không làm ác theo bốn trường hợp, và biết rõ sáu nghiệp hao tổn tài sản, thì đó chính là lễ kính sáu phương. Bốn nghiệp kết mà Phật dạy là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Đây là bốn điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh. Hàng ngày, chúng ta vẫn thường thấy nhan nhản các tội phạm bốn điều trên, gây cho xã hội bất an thường nhật. Những điều mà Phật dạy chẳng khác gì những chuyện thực thường ngày ở thế gian. Bốn trường hợp ác gồm tham dục, sân hận, sợ hãi và ngu si. Về tham dục, không phải cứ tham dục là điều xấu, mà tham dục cần phân biệt hai loại. Loại tham dục phục vụ ngũ dục tài, sắc, danh, thực, thủy, khiến cho tâm trí mê muội, dẫn đến những vọng tưởng điên đảo, sân hận, sợ hãi và ngu si. Loại tham dục này cần phải loại bỏ. Loại tham dục thứ hai phục vụ cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, cho sự học hành, phát triển nhân cách, tinh thông trí tuệ, sự phồn thịnh xã hội, sự bình an và hạnh phúc thì cần thực hành và phát huy. Sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh. 1. Đam mê rượu chè. 2. Cờ bạc. 3. Phóng đãng. 4. Đam mê kỹ nhạc. 5. Kết bạn với người ác. 6. Biếng lười. Phật bảo Thiện Sanh, này Thiện Sanh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn nghiệp kết, không làm ác theo bốn trường hợp và tránh được sáu nghiệp tồn tại ấy, thì sẽ cúng dường sáu phương, đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp, đời này căn cơ và đời sau căn cơ, trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất, và sau khi chết được sanh lên cõi trời thiện. Như vậy, Phật dạy người nào tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác và sáu nghiệp hao tổn tài sản thì không những đời này đẹp mà cả đời sau cũng hưởng những quả tốt đẹp. Bốn hạng kẻ thù và bốn hạng người đáng thân. Trong Trung Hoa Kim Cổ Kỳ Nhân có thuật lại tình bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ, một tình bạn đẹp lưu danh muôn thuở. Bá Nha là một vị quan làm đến chức thượng đại phu, còn Tử Kỳ chỉ là một chàng nông dân kém Bá Nha chục tuổi, nhưng chỉ mỗi Tử Kỳ hiểu được tiếng đàn của Bá Nha. Từ đó, hai người trở thành tri kỷ. Khi nghe tin Tử Kỳ chẳng may qua đời, Bá Nha đã cầm đàn đập mạnh vào tảng đá,
cây đàn vỡ tan. Sau đó, ông đọc bốn câu thơ: Dao cầm đập nát đau lòng, phượng đài vắng từ kỳ đàn với ai. Gió xuân bốn mặt bao bẻ bạn, muốn tìm tri âm thật khó thay. Trong cuộc sống, ai cũng cần có bạn, nhưng tình bạn kiểu bá nha, tử kỳ thuộc dạng xưa nay hiếm. Cũng cần phải lựa bạn tốt mà chơi, vì nếu giao du với bạn xấu sẽ gặp sáu lỗi. 1. Tìm cách lừa dối. 2. Ưa chỗ thầm kín. 3. Dụ dỗ vợ người. 4. Mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người. 5. Xoay tài lợi về mình. 6. Ưa phanh phui lỗi người. Đó là 6 tai hại về bạn xấu. Nếu chúng ta làm bạn với kẻ ác mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. Phật bảo thiện sinh có 4 hạng kẻ thù mà như người thân. Người nên biết 4 kẻ ấy là những ai. 1. Hạng quý phục. Hạng này thường hay làm 4 việc. Một là cho trước đoạt lại sau. Hai là cho ít mong trả nhiều. Ba là vì sợ mà gượng làm thân. 4 là vì lợi mà gượng làm thân. 2. Hạng mỹ ngôn. Hạng này cũng thường làm 4 việc. Một là lành giữ đều chiều theo. Hai là gặp hoạn nạn thì xa lánh. Ba là ngăn cản những điều hay. 4 là thấy gặp nguy thì tìm cách đùn đẩy. 3. Hạng kính thuận. Hạng này hay làm 4 việc. Một là việc trước dối trá. Hai là việc sau dối trá. Ba là việc hiện tại cũng dối trá. 4 là thấy có một chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt. 4. Hạng bạn ác. Hạng này làm 4 việc. Một là bạn lúc uống rượu. Hai là bạn lúc đánh bạc. Ba là bạn lúc dâm dục. 4 là bạn lúc ca vũ. Có 4 hạng người thân đáng kết giao vì họ thường đem lại lợi ích và che chở. Phật dạy đó là 4 hạng người đáng thân cận. 1. Hạng ngăn làm việc quấy. Hạng này thường làm 4 việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. Thấy người làm ác thì ngăn cản, chỉ bày điều chính trực, có lòng thương tưởng và chỉ đường sinh thiện. 2. Hạng thương yêu. Hạng này cũng làm 4 việc, mừng khi mình được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen đức tốt của mình. Thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản. 3. Hạng giúp đỡ. Hạng này có 4 điều: che chở mình khỏi buông lung, che chở mình khỏi hao tài vì buông lung, che chở mình khỏi sợ hãi và khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. 4. Hạng đồng sự. Hạng này thường làm 4 việc: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi và khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người. Lễ bái 6 phương hay cách thức xây dựng một xã hội hạnh phúc. 6 phương là gì? Tại sao phải lễ bái 6 phương như chàng thiện sinh đã làm? Anh ta làm theo lời cha mà không hiểu ý nghĩa của việc lễ bái đó. Phật dạy 6 phương là: 1. Phương Đông là cha mẹ. 2. Phương Nam là sư trưởng. 3. Phương Tây là thê thiếp. 4. Phương Bắc là bạn bè, thân thích. 5. Phương Trên là các bậc trưởng thượng, Sa Môn, Bà La Môn. 6. Phương Dưới là tôi tớ. Bài dạy lễ 6 phương là cách Phật dạy đạo làm người. Đạo hiếu làm con. Phận làm con phải kính thuận cha mẹ với 5 điều. 1. Cung phụng không để thiếu thốn. 2. Muốn làm gì thưa cha mẹ biết. 3. Không trái điều cha mẹ làm. 4. Không trái điều cha mẹ dạy. 5. Không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm. Kẻ làm cha mẹ cũng phải lấy 5 điều này chăm sóc con cái. 1. Ngăn con đừng để làm ác. 2. Chỉ bày những điều ngay lành. 3. Thương yêu đến tận xương tủy. 4. Chọn nơi hôn phối tốt đẹp. 5. Tùy thời cung cấp đồ cần dùng. Nếu cha mẹ và con cái đều kính thuận và yêu thương nhau, gia đình ấy sẽ hạnh phúc, xã hội bình an, phương ấy an ổn. Đạo nghĩa thầy trò. Đệ tử cung phụng sư trưởng với 5 điều. 1. Hầu hạ cung cấp điều cần. 2. Kính lễ cúng dường. 3. Tôn trọng, quý mến. 4. Thầy có dạy bảo điều gì không trái nghịch. 5. Thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên. Thầy cũng có 5 điều để săn sóc đệ tử. 1. Tùy thuận pháp mà huấn luyện. 2. Dạy những điều chưa biết. 3. Giải thích rõ những điều cho hỏi. 4.
chỉ cho những bạn lành. 5. Dạy hết những điều mình biết, không hối tiếc. Nếu thầy trò kính trọng và yêu thương nhau, nền giáo dục xã hội sẽ phát triển, phương ấy vững bền an ổn. Đạo nghĩa vợ chồng. Chồng phải có 5 điều đối với vợ. 1. Lấy lễ đối đãi nhau. 2. Oai nghiêm không nghiệt ngã. 3. Tùy thời cung cấp y thực. 4. Tùy thời cho trang sức. 5. Phó thác việc nhà. Vợ cũng phải lấy 5 việc cung kính đối với chồng. 1. Dậy trước chồng. 2. Ngồi sau chồng. 3. Nói lời hòa nhã. 4. Kính nhường, tùy thuận. 5. Đón trước ý chồng. Vợ chồng thương yêu, tôn trọng nhau, gia đình sẽ an ổn, không điều gì lo sợ. Quan hệ bạn bè. Người ta phải lấy 5 điều thân kính đối với bà con. 1. Chu cấp. 2. Nói lời hiền hòa. 3. Giúp ích. 4. Đồng lợi. 5. Không khi dối. Bà con cũng phải lấy 5 điều đáp lại. 1. Che chở khỏi buông lung. 2. Che chở khỏi hao tài vì buông lung. 3. Che chở khỏi sợ hãi. 4. Khuyên dặn nhau lúc ở chỗ vắng người. 5. Thường ngợi khen nhau. Khi người thân và bạn bè sống với nhau như thế, xã hội ấy sẽ an ổn, không điều gì lo sợ. Quan hệ chủ tớ trên dưới. Này thiện sinh, chủ đối với tớ có 5 điều để sai bảo. 1. Tùy khả năng mà sai xử. 2. Tùy thời mà cho ăn uống. 3. Phải thường xuyên nhớ công lao, bố thuốc khi bệnh. 4. Cho có thời giờ nghỉ ngơi. 5. Thưởng phạt rõ ràng. Tớ phải lấy 5 điều để phụng sự chủ. 1. Dậy sớm. 2. Làm việc chu đáo. 3. Không gian cắp. 4. Làm việc có lớp lang. 5. Bảo tồn danh giá cho chủ. Này thiện sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy được an ổn, không điều chi lo sợ. Quan hệ giữa đàn Việt với Sa Môn. Kẻ đàn Việt cung phụng hàng Sa Môn với 5 điều. 1. Thân hành từ bi. 2. Khẩu hành từ bi. 3. Ý hành từ bi. 4. Tùy thời cúng thí. 5. Không đóng cửa khước từ Sa Môn. Sa Môn, Bà La Môn cũng khuyên dạy theo 6 điều. 1. Ngăn ngừa, chớ để làm ác. 2. Chỉ dạy điều lành. 3. Khuyên dạy với thiện tâm. 4. Ban cho nghe những điều chưa nghe. 5. Những gì đã nghe, làm cho hiểu rõ. 6. Chỉ vẽ con đường sinh thiện. Này thiện sinh, nếu đàn Việt kính phụng hàng Sa Môn, Bà La Môn như thế thì phương ấy được an ổn, không điều gì lo sợ. Lời thiện sinh bạch Phật. Bấy giờ thiện sinh bạch Phật, lành thay, bạch Thế Tôn, thật quá chỗ mong ước của con. Xưa nay vượt xa những lời dạy của cha con, như lật ngửa những gì bị úp xuống, như mở ra những gì bị đóng kín, như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy. Những gì được Như Lai thuyết giảng cũng như thế. Bằng vô số phương tiện, Ngài khai ngộ cho kẻ ngu tối, làm rõ pháp thanh bạch. Phật là Như Lai, chí chân đẳng chánh giác, do đó có thể chỉ bày hướng dẫn cho đời. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cúi xin Đức Thế Tôn chấp thuận cho con được làm Yêu Bà Tắc. Ở trong chánh Pháp, kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đọc toàn bộ nội dung kinh, một bản kinh ngắn xúc tích, ngôn ngữ Phật dùng rất rõ ràng mà bất cứ ai đọc cũng có thể nắm bắt. Lời dạy như luồng sáng mở ra những gì bị đóng kín, như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy. Rất thiết thực, căn bản, rất cần cho chúng ta trong ứng xử với các mối quan hệ thường ngày. Các pháp đều nương với nhau mà tồn tại. Mỗi người trong cuộc sống cũng đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với một ai đó. Mỗi một ai đó sẽ là phần còn lại về nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác. Suy ra, ta
ta nhìn thấy một ma trận ngang dọc, ma trận vuông tròn các quan hệ cha mẹ, con cái. Ai cũng ít nhất một lần làm học trò, ai cũng ít nhất có một người bạn, ai cũng phải làm một việc gì đó để sống. Vì vậy, cần phải ứng xử sao cho hợp đạo, hợp nghĩa, đúng mực để tự bảo vệ bản thân, tức là bảo vệ cho gia đình và cho xã hội. Bài học từ Kinh Thiện Xanh của Đức Phật dạy chúng ta về mối quan hệ và trách nhiệm trong cuộc sống. Mỗi người đều có bổn phận với gia đình, bạn bè, thầy trò, vợ chồng và xã hội. Để xây dựng một xã hội an lành, hạnh phúc, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc ứng xử cơ bản như kính thuận cha mẹ, tôn trọng thầy cô, đối xử công bằng với bạn bè và làm việc có trách nhiệm. Đồng thời, cần tránh bốn nghiệp xấu, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và những hành vi làm hao tổn tài sản như đam mê cờ bạc, rượu chè, kết bạn với người xấu. Bằng cách sống có đạo lý, không làm điều ác và duy trì lòng từ bi, chúng ta sẽ tạo ra một xã hội hòa hợp, nơi con người được kính trọng và yêu thương. 11. Cổ nhân dạy con, cẩn trọng lời nói. Cổ nhân có câu, một đời mẹ không tốt, 10 đời con không tốt, để nhấn mạnh tầm quan trọng lớn lao của người mẹ đối với việc giáo dục con cái. Thời xưa, vợ hiền, mẹ tốt giúp chồng dạy con vừa là trách nhiệm, vừa là tiêu chuẩn và đạo đức cao đẹp của người phụ nữ. Có những người mẹ xưa dạy con bằng cách khuyên nhủ làm cho con cảm động, nhưng cũng có những người mẹ vô cùng nghiêm khắc, uốn nắn con từ từng lời nói. Ngô Hạ là một học giả nổi tiếng của triều đại nhà Tống. Mẹ của ông là Tạ Thị, người mẹ có phương pháp giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Trong rất nhiều câu chuyện kể về cách dạy con của Tạ Thị, có một câu chuyện được hậu nhân nhắc đến rất nhiều như sau. Một ngày nọ, mẹ của Ngô Hạ tình cờ nghe được Ngô Hạ nói chuyện với một vị khách đến chơi nhà về những thiếu sót, khuyết điểm của những người khác không có mặt tại đó. Bà đã trở nên rất nóng giận, và sau khi người khách rời đi, bà đã đánh Ngô Hạ 100 roi. Một người họ hàng đã cố trấn tĩnh bà và nói về những điểm mạnh hay những thiếu sót, khuyết điểm của người khác là điều bình thường của những người đọc sách, có gì sai đâu. Sao bà lại đánh con đến như vậy? Mẹ của Ngô Hạ thở dài và nói, tôi nghe nói rằng, nếu cha mẹ thực sự yêu con gái của họ, họ phải cố gả con gái mình cho một học giả mà rất thận trọng về những điều mà anh ta nói ra. Tôi chỉ có một mình nó là con trai. Tôi đang cố gắng làm cho nó hiểu về đạo nghĩa và những luân lý đạo đức làm người. Nếu nó không thận trọng về những điều được nói ra, tức là nó đang quên mẹ của nó. Nó hiện giờ như vậy thì nói gì đến đạo xử thế lâu dài được đây? Mẹ của Ngô Hạ sau đó đã khóc và không ăn uống gì. Vì sao mẹ của Ngô Hạ lại phản ứng như vậy? Trong cách đối nhân xử thế của người xưa, luôn nhấn mạnh rằng một người phải thận trọng về những điều mà mình nói ra. Trong giới tu hành cũng nhấn mạnh về việc tu khẩu, vì một lời bình luận có thể làm tổn thương người khác không khác gì một con dao sắc nhọn. Lời nói phát ra thì không thể lấy lại được, chúng có thể tạo nghiệp và tạo ra sự thù hận, mang đến tổn thương cho người nghe và tai họa cho người nói. Trong Nho Gia giảng, người quân tử thận trọng lời nói phải có thành tín, không nói lời ngông cuồng, thị phi. Bởi vậy, một người trọng đức và có đạo sẽ rất chú ý đến việc tu khẩu và thường không tập trung vào hay nói về những khiếm khuyết, những thiếu sót của người khác sau lưng họ. Người như vậy sẽ cho người khác một cơ hội để chỉnh lại và sửa chữa. Người có phẩm chất cao quý sẽ có phong thái rộng mở và cao thượng. Khi xảy ra vấn đề gì, họ cũng trước tiên hướng vào trong bản thân mình, tìm những thiếu sót, khuyết điểm của chính mình. Từ đó, họ tu sửa, bù đắp những thiếu sót ấy để bản thân trở thành người hoàn thiện hơn, có đạo đức cao đẹp hơn. Dạy con lời ăn tiếng nói là điều mà các bậc cha mẹ thời xưa rất chú trọng. Dưới sự dạy dỗ và kỷ luật nghiêm khắc của mẹ, Ngô Hạ đã thực hiện được việc thận trọng trong lời nói. Từ đó, ông luôn giữ mình theo tiêu chuẩn khắt khe, đồng thời tập trung vào việc tu đức, trọng đạo và những luân lý đạo đức làm người. Cuối cùng, ông đã trở thành một trong những học giả nổi tiếng nhất trong thời đại của ông và trong lịch sử Trung Hoa. Câu chuyện về Ngô Hạ và sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu dưỡng lời nói và đức hạnh. Người mẹ đã dạy ông phải thận trọng trong lời nói, bởi một lời thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương hoặc tai họa cho người khác và cho chính mình. Bài học này xuất phát từ tư tưởng của người xưa, coi trọng đạo đức và sự tự kiểm điểm hơn là phê phán người khác. Việc tu khẩu không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giúp con người sống chân thành, vị tha và được mọi người tôn trọng. Bài học này nhắc nhở chúng ta về giá trị của lời nói chân thành, sự bao dung,
và tấm lòng hướng thiện trong cách đối nhân xử thế. 12. Giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ. Xưa nay, tục ngữ được biết đến là kiệt tác của văn hóa đại chúng, chứa đựng trí huệ của cổ nhân với những bài học kinh nghiệm và giáo huấn sâu sắc. Trong đó, câu tục ngữ mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến chính là câu giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ. Muốn hiểu sâu sắc câu nói này, phải kể đến xuất xứ của nó, cũng chính từ hai câu chuyện được lưu truyền sau đây. Câu chuyện thứ nhất. Trong cuốn Hậu Hán Thư được viết bởi Phạm Diệp thời Nam Triều, có ghi chép rằng chị của Hán Quang Vũ Đế, sau khi chồng qua đời, ngày ngày sống trong cô độc. Một thời gian sau, Hán Quang Vũ Đế thấy chị cứ thui thủi một mình nên ngỏ ý muốn chị hãy tìm một người chồng khác để an hưởng tuổi già. Sau khi thăm dò, thấy chị có hảo cảm với Tống Hoằng trong triều, nàng cho rằng Tống Hoằng tài mạo song toàn, có thể nói là không ai sánh bằng. Quang Vũ Đế, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của chị, đã cho gọi Tống Hoằng đến, sau đó ngầm nói ý với Tống Hoằng rằng, xưa này vốn có câu, địa vị cao rồi thì dễ dàng thay đổi bằng hữu, có tiền rồi thì dễ dàng đổi vợ. Âu cũng là chuyện thường tình, đúng chứ? Tống Hoằng thông minh, vừa nghe đã hiểu, nhưng ông không trực tiếp trả lời câu hỏi này của Hoàng thượng, chỉ khéo léo thưa rằng, thần nghe nói rằng, mối giao tình khi nghèo hèn không thể quên, người vợ Tào Khang, vợ thời khó khăn, không thể bỏ. Câu nói này ngầm gửi đến Đức Vua rằng, bản thân ông không nên vì sự giàu có hay công danh lợi lộc mà ly hôn. Ông cũng không có ý định thay lòng đổi dạ đối với vợ của mình. Khi ấy, chị của Quang Vũ Đế đứng sau tấm bình phong nghe được lời của Tống Hoằng thì cũng từ bỏ ý định. Câu chuyện thứ hai. Trong cuốn Tư Chỉ Thông Giám của Tư Mã Quang thời Bắc Tống có ghi chép rằng, năm ấy, Đường Thái Tông muốn gả con gái cho một đại thần đáng tin cậy, do đó ông đã chọn Uất Chỉ Kính Đức. Tuy nhiên, Uất Chỉ Kính Đức đã có vợ từ lâu, nên ông đã thẳng thắn nói với Đường Thái Tông rằng bản thân ông không thể kết hôn với công chúa. Có lẽ trong mắt người khác, vợ ông không xinh đẹp bằng công chúa, nhưng tình nghĩa vợ chồng vẫn tồn tại, vì thế ông không thể vứt bỏ vợ mình được. Sau khi Đường Thái Tông nghe xong, không những không tức giận mà càng thấy cảm kích nhân phẩm của Uất Chỉ Kính Đức. Đồng thời, ông cũng bỏ luôn ý định đó và sau này chẳng nhắc lại chuyện này với Uất Chỉ Kính Đức thêm nữa. Nhìn vào chuẩn mực đạo đức cao cả của người xưa, đối chiếu với nếp sống xã hội đầy ắp xa hoa ngày nay, thật khiến lòng người cảm khái. Có những người sau khi cuộc sống sung túc liền cắt đứt liên lạc với những người bạn khốn khó trước đây của mình. Sau khi có quyền thế, lại càng dễ ly hôn với người vợ từng đồng cam cộng khổ để đi lấy người khác. Nhưng không ai từng nghĩ rằng vào lúc bản thân đang khốn khó, những người bạn và người vợ ấy đã bầu bạn, chịu khổ cùng mình, giúp đỡ mình rất nhiều. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phú quý nói đến là đến, nói đi cũng chớp mắt mà rời đi. Chỉ có tình nghĩa chân thật giữa vợ chồng và bạn bè mới là điều quý giá nhất. Câu tục ngữ giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ nhấn mạnh giá trị của sự trung thành và lòng biết ơn. Qua hai câu chuyện về Tống Hoằng và Uất Chỉ Kính Đức, chúng ta thấy lòng trung thành với bạn và sự thủy chung với vợ là phẩm hạnh đáng quý của người xưa, ngay cả khi họ có địa vị cao sang. Những người này không quên những người đã bên cạnh mình khi khó khăn. Đối chiếu với xã hội ngày nay, có người dễ dàng thay đổi bạn bè hay từ bỏ người vợ đồng cam cộng khổ khi thành đạt. Câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta trân trọng và duy trì tình nghĩa chân thành, bởi tình cảm gắn bó trong những lúc gian khó mới là thứ đáng quý nhất trong cuộc đời. 13. Dùng đan dược thử lòng đệ tử. Trong Thần Tiên Truyện có chép lại câu chuyện về Ngụy Bá Dương, một người tu đạo rất giỏi. Cuối cùng, ông dẫn ba đệ tử vào núi để luyện đan. Sau khi đan dược đã luyện thành, Ngụy Bá Dương biết trong số đệ tử của mình có người không thành tâm, nên ông quyết định thử lòng họ. Ông nói, tuy rằng đan đã luyện thành, nhưng tốt nhất nên thử cho chó ăn trước. Nếu con chó ăn vào mà bay lên trời thì chúng ta sẽ ăn, còn nếu chó ăn vào mà chết thì chúng ta sẽ không ăn nữa. Sau đó, ông lấy đan dược cho con chó ăn, và ngay lập tức, con chó lăn ra chết. Bá Dương nói với các đệ tử của mình, con chó sau khi ăn đan đã chết rồi. Ta sợ rằng đan chúng ta luyện không làm vừa ý thần linh. Nếu chúng ta ăn vào, có lẽ cũng sẽ chết như con chó vậy. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Một đệ tử hỏi, vậy sư phụ có quyết định ăn đan này không? Bá Dương đáp, ta đã bất chấp định kiến của người đời,
rời xa gia đình để vào núi sâu. Nếu không đắc đạo, còn mặt mũi đâu mà quay về nữa. Dù sống hay chết, ta cũng phải ăn đan. Dứt lời, Bá Dương liền uống đan dược và sau khi ăn xong, ông cũng lăn ra chết. Các đệ tử nhìn nhau và nói, vốn dĩ chúng ta luyện đan là để trường sinh bất tử. Vậy mà giờ uống vào lại chết, thật là hết cách rồi. Chỉ duy nhất một đệ tử nói, tôi thấy sư phụ không phải người thường, uống đan xong liền chết có lẽ không phải sự thật như vậy. Thế là vị đệ tử này cầm lấy đan và uống, lập tức anh ta cũng ngã lăn ra đất và chết. Hai người đệ tử còn lại thấy vậy, liền thương lượng với nhau, chúng ta luyện đan là để cầu trường sinh. Bây giờ uống vào lại chết, vậy thì uống có tác dụng gì đâu. Không uống thì còn có thể sống thêm mười mấy năm nữa trên thế gian. Vì vậy, hai người họ không dám uống đan nữa và cùng nhau xuống núi, định đi tìm quan tài cho Bá Dương và vị đệ tử kia. Sau khi hai người rời đi, Bá Dương liền đứng dậy. Sau đó, ông nhét viên đan thật vào miệng người đệ tử và con chó trắng đã chết. Ngay lập tức, người đệ tử và con chó đều tỉnh lại. Thế là cả vị đệ tử, con chó trắng và Bá Dương cùng bay lên trời mà rời đi. Buông bỏ sinh tử là có hy vọng trở thành tiên, nhưng trong lúc đối mặt với khảo nghiệm sinh tử thực sự, có mấy ai có thể làm được điều này? Câu chuyện về Ngụy Bá Dương dạy chúng ta về lòng kiên định và dũng cảm đối mặt với sinh tử. Trong tu đạo, để đạt đến cảnh giới cao nhất, người ta cần buông bỏ nỗi sợ hãi về cái chết và vượt qua giới hạn của bản thân. Ngụy Bá Dương thử lòng đệ tử để kiểm chứng sự kiên định của họ, hiểu rằng chỉ khi sẵn sàng đối diện với sinh tử mà không do dự, họ mới có thể đắc đạo. Hai đệ tử không dám uống đan đã bỏ lỡ cơ hội trường sinh vì sợ hãi, trong khi đệ tử dũng cảm tin tưởng sư phụ đã đạt được thành quả. Qua đó, câu chuyện nhắc nhở rằng sự kiên định và niềm tin vào mục tiêu cao cả có thể dẫn đến những kết quả vượt ngoài mong đợi. 14. Thuật xem tướng của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên có một phương pháp đặc biệt được người đời tôn là thuật xem tướng, được tóm gọn chỉ trong 8 câu và 40 chữ. Tả chính, khán nhãn, tả chân, giả khán chủ. Thần công danh, khán khí vũ, sự nghiệp. Khán tinh thần, thọ yểu, khán chỉ trảo, phong ba. Khán cước cân, nhược yếu, vấn điều lý, toàn tại ngôn trung chính. Xem mắt, mũi thật giả xem công danh. Xem khí khái, phú quý. Xem tinh thần, chủ kiến. Xem tay phong ba. Xem bàn chân. Muốn xem quy củ, nhìn vào lời ăn tiếng nói. Nghiêm túc mà nói, hai câu này không được coi là thuật xem tướng, nhưng cũng được Tăng Quốc Phiên coi là một cách quan trọng để dùng người và hiểu lòng người. Muốn phán đoán một người có quy củ, tư duy rõ ràng, mạch lạc hay không thì xem cách biểu đạt ngôn ngữ của người đó. Người nói ngắn gọn, xúc tích lại có thể nhắm đúng trọng tâm cho thấy người này là người có đầu óc tổ chức và quy củ. Ngược lại, nếu ngôn ngữ không mạch lạc và nói không đúng trọng tâm, đó thường là biểu hiện tư duy hỗn loạn, không có tổ chức. Có câu tâm sinh tướng, tướng mạo của một người cũng có thể phản ánh tâm tính của họ. Bộ thuật xem tướng của Tăng Quốc Phiên dù chỉ vỏn vẹn trong 40 chữ nhưng lại bao hàm được rất nhiều phương diện như tướng mạo, hành động, ngôn ngữ. Những lời đúc kết này không những hữu dụng trong nhiều khía cạnh mà còn trùng khớp với các lý thuyết của tâm lý học hiện đại. Do đó, nếu bạn có thể hiểu được 40 chữ này thì không khó để nhìn thấu lòng người trong thiên hạ. Bài học rút ra từ đoạn văn này là tầm quan trọng của việc quan sát tướng mạo, hành vi và ngôn ngữ để hiểu rõ bản chất và tâm tính của con người. Tăng Quốc Phiên nhấn mạnh rằng cách một người đạt được ngôn ngữ phản ánh trực tiếp tư duy và quy luật của họ. Người nói năng rút gọn, không cồng kềnh và tâm trí thường cho thấy tư duy đúng mạch, có tổ chức. Ngược lại, ngôn ngữ không mạch lạc và trôi tâm trí biểu hiện tư duy rối loạn, thiếu tổ chức. Câu nói tâm sinh tướng chỉ ra rằng ngoại hình và hành vi là biểu hiện của nội tâm. Việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc này không chỉ giúp chúng ta nhận biết và hiểu được những người khác mà còn cải thiện các kỹ năng giao tiếp và quan hệ trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Mong rằng những bài học triết lý sâu sắc từ cổ nhân đã mang đến cho bạn nhiều suy ngẫm và giúp bạn sống khôn ngoan, bình an hơn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Lời Dạy Cổ Nhân để không bỏ lỡ những chia sẻ ý nghĩa trong hành trình đi tìm tri thức và giá trị sống. Chúc bạn một ngày an lành, tràn đầy năng lượng và yêu thương.